À, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái giao diện như này. Rồi bây giờ thầy muốn kích vào cái chữ quản lý danh mục này thì nó phải ra cái chỗ trang quản lý danh mục, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải gắn link, đó, chúng ta sẽ gắn link cái quản lý danh mục này vào là category.php. Nên chẳng hạn sau này chúng ta có thêm một cái quản lý về sản phẩm nữa chẳng hạn, đúng không? Đó, ta sẽ duplicate một cái trang này lên, nó nhân đôi đi, đúng không? Là gì ạ? Product chẳng hạn. Product.php thì chúng ta lại phải gắn link ở một cái trang, hai cái trang nó cùng nhau như này, hai giống nhau như này. Và sang cái trang product thì chúng ta cũng phải làm và trang query thì chúng ta phải làm như thế, và product thì chúng ta cũng phải làm cái điều tương tự như vậy, đúng không? Đó, đây các bạn nhìn thấy ở trang product chúng ta thay đổi một cái nhưng ở bên này nó sẽ thiếu một đi một cái. Vậy thì chúng ta sẽ được học rồi, chúng ta dùng cái include để chúng ta include những cái thành phần chung vào, đúng không? Để chúng ta chỉ cần thay đổi một trang và tất cả các trang khác nó thay đổi, đúng không? Và những cái mà chúng ta ít tương tác đến thì chúng ta sẽ gì ạ? Để nó một trang thì chúng ta sẽ nhìn cái code nó gọn gàng hơn và nhìn nó đỡ bị rối mắt. Ở đây các bạn sẽ tạo ra cái file thứ nhất là header đi. .php để chúng ta cắt cái phần đầu trang ra, đúng không? Header.php. Các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có phần header chung từ cái chỗ menu từ đầu cho đến chỗ menu, đúng không ạ? Từ đầu này. Đến tận chỗ menu rồi nhỉ? Là về đúng không? Đó, bạn can trốn x. Đó, bạn có thể comment một chút ở đây. Đây chính là phần menu đúng không? Phần đầu trang. Đó. Đó, sau đó các bạn bỏ vào header, bạn can trốn v vào đây để chúng ta sẽ new vào. Đó, đây là phần header đúng không? Tuy nhiên lúc này mà các bạn chạy về cái trang danh mục này, trang kv.php, bạn enter thì lúc này nó sẽ bị mất cái phần header và tất nhiên nó sẽ bị mất CSS rồi đúng không? Đó. Vậy thì muốn chúng ta cắt ra rồi nhưng mà chúng ta muốn nó có sử dụng được thì bạn sẽ dùng cái PHP và bạn sẽ include cái include cái trang là header.php. Đó, thì lúc này chúng ta bắt và sẽ được cái phần danh mục ở đây, được chưa? Tương tự như thế chúng ta sẽ xử lý cho cái phần footer. Cái footer này nó ít thôi nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng cắt luôn đi, đúng không? Đây là chúng ta sẽ comment là phần cuối trang. Comment là bạn. Các bạn sẽ tạo ra cái file là footer.php. .php enter. Paste vào đây. Được chưa? Sau đó vào trang này các bạn cũng sẽ sử dụng PHP và chúng ta sẽ include nó vào. Cái file là footer.php. Yeah. Đó thì cái phần này chúng ta còn rất là ngắn thôi, đúng không ạ? Dễ tương tác thao tác đến. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ làm cái thêm mới đúng không? Thêm mới thì các bạn cũng sẽ giống giống như cái trang này thôi, trang category này. Chúng ta sẽ tạo đắp liên kết sang một trang nữa. Đấy là trang gì nhỉ? Ask category đúng không ạ? Enter. Đầu tiên là cái thêm mới đã. Cái phần này chúng ta sẽ bỏ cái côn MD3 này đi, được đúng không? Để lại mỗi côn MD9 thôi. Và cái này chúng ta sẽ là gì ạ? Thêm mới sản phẩm này. Danh mục trước đúng không? Danh mục. Đó. Các bạn nào mà thấy cái phần form nó ngắn quá thì có thể kết hợp giống như bài hôm trước, cái form danh sách và cái danh sách và cái form nó cùng là một trang cũng không vấn đề gì, đúng không? Ở đây chúng ta có PS3 form. Đó. Tương tự như thế các bạn xác định được ở đây nó có bao nhiêu cái trường thì chúng ta sẽ thiết kế bấy nhiêu cái để chúng ta insert vào. Xem cấu trúc của nó này. Nhất có ID, status và name đúng không ạ? Tuy nhiên ở chỗ này chúng ta chưa có cái tự động tăng thì phải. Đấy, sẽ thay đổi nó. Kích vào đây bạn chọn vào ID đúng không ạ? Thì nó sẽ tự động tăng. Đó. Các bạn sẽ về trang thiết kế, về trang này thì bạn thiết kế tiếp. Chúng ta có tên danh mục. Tiếp bằng text. Blade Holder là nhập tên. Tên danh mục. Các bạn nhớ chúng ta sẽ đặt luôn cái name cho nó nhé, không quên cái name, name bằng name luôn. Tiếp tục chúng ta sẽ có input thứ hai, đấy chính là cái trạng thái đúng không? Trạng thái của danh mục. Trạng thái thì đơn giản chúng ta sẽ có gì nhỉ? PS3 chúng ta radio hiện và thôi.
Hiện thì đúng là chúng ta cho check cực đi, đúng không? Và new các bạn hiện quy định là 1, đúng không? Ở name thì chúng ta cũng đặt name là status. Tương tự như thế, chúng ta copy thằng này lên và sẽ sửa cái hiện thành ẩn thôi. Ẩn và new của ẩn thì chúng ta sẽ quy định nó là 0. Và bạn xóa một cái thằng check cực đi, chỉ để một thằng check cực thôi, đúng không? Hai thằng tên cùng nhau thì đã được lựa chọn một trong hai, đúng không? Ok, chúng ta sẽ có nút này là nút thêm mới. Chúng ta chuẩn bị xong cái phần add. Vậy thì bây giờ chúng ta khi mà kích vào nút thêm mới này, nó phải nhảy sang cái trang đó, đúng không? Thì các bạn sẽ tìm đến cái trang nào nó chứa cái nút này. Trang chứa nút này là trang gì ạ? Đây các bạn nhìn thấy ở trên URL chúng ta nhìn có luôn này, category.php, đúng không ạ? Vậy chúng ta tìm đến trang category.php, các bạn sẽ điền cái link của thẻ A này vào. Đây chính là add category. Thì lúc này các bạn kích vào nút thêm mới, nó sẽ nhảy sang cái trang ra cái form này, thêm mới cái danh mục, đúng không? Các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta cũng in nút header rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta thực hiện thêm mới nhé. Các bạn để ý này, tất cả các trang chúng ta hầu như đều dùng đến cái gì nhỉ? Chúng ta đều muốn sử dụng đến với cái cơ sở dữ liệu này, chúng ta sẽ đều phải có cái gì? Đúng rồi, chúng ta đều phải mở kết nối. Vậy thì ở trong cái phần header này các bạn sẽ gì ạ? In nút luôn cái file connect vào, đúng không? Vì tất cả các trang các bạn nhìn thấy đều để ý tất cả các trang, trang danh mục này, đó, trang add danh mục này, trang sản phẩm này, chúng ta đều include thằng header hết, đúng không? Trang sản phẩm này chúng ta chưa cắt thì chúng ta sẽ cắt, đúng không ạ? Chúng ta đều include header hết. Vậy thì chỉ cần include thằng connect và header thì tất cả các trang nó đều sẽ nhận thôi, đúng không? Để chúng ta PHP này, cancel catch. Nếu không nhận thì ở đây chúng ta sẽ chỉnh nó về cái phần PHP. Burn à. Chọn vào PP. Rồi, cho các bạn cũng sẽ dùng cái include file là connect.pp. Thì vô dung tất cả trang chúng ta đều có biến kết nối rồi, lúc đấy chúng ta sẽ không cần phải viết nhiều cái connect này nữa, đúng không? Ok, đến phần add cái danh mục này, thêm mới danh mục. Thêm mới danh mục thì các cái bước làm thì chúng ta biết rồi, bước đầu tiên các bạn kết nối. Bước thứ hai chúng ta sẽ lấy dữ liệu đẩy từ form lên, đúng không? Dữ liệu đẩy từ form lên thông qua method là post, chúng ta có if iset kiểm tra. Nếu mà tồn tại một cái $sit trừ post của một cái name bất kỳ kỳ đây, đúng không? Là name. Đó. Thì chúng ta mới làm gì đó, ví dụ echo là string. Vậy thì đầu tiên khi mà chúng ta load vào nốt vào cái trang đó, là load vào trang. Đây, nốt trang này. Thì tất nhiên lúc này nó sẽ không có và không hiển thị ra. Chỉ khi nào chúng ta ấn vào nút button này để submit cái form lên thì nó mới có và nó nhảy vào trong cái hàm if này để nó echo ra. Các bạn hình dung không? Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt khai báo các cái biến để chúng ta lưu trữ từng cái value mà từng input gửi lên một, đúng không? Chúng ta có dona value dona name đi, đúng không? Bằng dona sheet trừ post, chúng ta đang gửi theo method là post của cái name. Đó, thì chúng ta sẽ lấy ra được cái biến, lấy ra được cái value từ cái input mà có name bằng name, đúng không? Tương tự như thế, để lấy ra được cái value mà có cái name bằng status thì chúng ta cũng làm tương tự, đúng không? Control shift D để nhân đôi dòng. Control shift D, các bạn sẽ đặt cái tên nó là status vào. Status, đó. Rồi, sau khi mà chuẩn bị dữ liệu xong thì các bạn sẽ gì ạ? Viết một câu truy vấn đi, khai báo tử tế đi, đúng không? Bằng cái gì nhỉ? Câu SQL là cái câu để chúng bạn thực hiện insert vào trong cơ sở dữ liệu. Insert into, đúng không? Tên của nó, category, tên bảng. Rồi, chúng ta có gì nữa? Đúng rồi, mà hoặc liệt kê các cái trường của nó, đúng không? Các cái trường của cái bảng này. Chúng ta có name, có status. V này, status nữa. Đó. Và chúng ta có gì nhá? Value, đúng không? Value thì lúc này chính là truyền vào hai cái biến gì của chúng ta đây, đúng không? Name và status. Đó. Các bạn chú ý cái name này nó đang ở dạng chúng ta để ở kiểu cái data type của nó là varchar, thì ở đây các bạn chú ý chúng ta sẽ phải đặt nó trong cái gì nhỉ? Nháy, đúng không?
Và con này các bạn cũng để trong nhà cũng được. Đấy, chưa? Rồi, ok, đấy là cái câu mà chuẩn bị để insert. Tiếp theo để tiếp bước tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái hàm trong PHP là query, đúng không? Trong hàm này chúng ta sẽ truyền vào hai tham số thứ nhất là đô la gì nhỉ? Connect, đô la connect thì ở đây chúng ta đã include vào trong phần header rồi. Đấy, đúng không? Thì ở bên cái phần này chúng ta có là chúng ta sẽ truyền vào là đô la còn, đúng không? Tiếp tục ở đây chúng ta sẽ truyền vào cái câu truy vấn này, đúng không? Nhưng chúng ta đã gắn nó bằng cái biến là sqn rồi. Chúng ta sẽ truyền vào đây là sqn. Ok, để mà kiểm tra được nó đúng hay sai, bạn nên đặt một cái biến là query chẳng hạn, để chúng ta sẽ if xem nó đúng hay là sai, đúng không? Nếu mà cái query này nó thực hiện và nó trả về giá trị là true thì tức là cả chúng ta đã insert một bản ghi vào trong array. Còn nếu trả về fail là chúng ta sẽ không insert được vào, đúng không? Thì bạn chỉ đơn giản if thôi, đúng không? Nếu mà thằng này trả về giá trị là true thì các bạn sẽ chuyển sang cái trang danh sách để hiển thị, đúng không? Chúng ta có header location, đúng không? Header location. Location 2 chấm cái trang là category.php, đúng không? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện insert thử vào. Nhập tên là ví dụ như là áo ngắn tay, áo sơ mi, đúng không? Thêm mới. Đó, thì lúc này nó chuyển ra sang sách và chúng ta sẽ kiểm tra đây chúng ta có cái bản ghi là áo sơ mi ở trong. Đây, áo sơ mi và có ID 1, đúng không? Vậy thì quay trở lại cái trang danh sách. Đó là cái phần thêm mới nhá. Phần thêm mới thì đơn giản thôi. Chúng ta thứ nhất là nghĩ đến connect, thứ hai là chúng ta sẽ kiểm tra xem cái form này submit hay không. Form submit rồi chúng ta sẽ đặt tên cho các input, sau đó chúng ta sẽ sử dụng $post để chúng ta lấy về cái value của từng input một. Đó, các bạn sẽ sử dụng cái câu truy vấn. Đó, rồi chúng ta query, đúng không? Đó. Thì cái bước mà sửa ấy nó không khác gì nhiều cái này, nó chỉ thay đổi mỗi insert thành update thôi. Đó, nếu bạn cứ nắm được cái phần này là cái phần sửa bạn cũng làm được thôi, đúng không? Bây giờ tiếp sang cái trang category này chính là cái trang danh sách. Đó. Lấy ra danh sách mà để mà hiển thị ra cái table như thế này ấy, ra cái bảng này. Danh sách thì chắc chắn là sẽ nhiều rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng câu query để lấy ra tất cả các bản ghi của nó, đúng không? Vậy thì đầu tiên các bạn cũng sẽ tạo ra một cái biến $categories. Rồi các bạn sẽ bằng luôn. Đúng rồi, chúng ta sẽ đầu tiên lần lượt để cho các bạn dễ nhớ, chúng ta cũng khai báo một biến sqn đi, đúng không? Và chúng ta có select này, sao from này, categories, đúng không? Rồi, sau đó chúng ta cũng muốn có cái câu truy vấn đấy rồi, chúng ta muốn tập PHP nó query đến được với cái database của bạn thì các bạn lại sử dụng cái hàm gì nhỉ? MySQL query, đúng không? Tuy nhiên chúng ta sẽ phải hứng cái giá trị nó trả về bằng một cái biến, đã khai báo ra một cái biến là category bằng MySQL query. Trong đây cũng truyền vào một tham số là $con và tham số thứ hai chính là cái biến $sqn. Được chưa? Kết quả trả về ở đây đó chính là một cái object, đúng không? Vậy object thì chúng ta sẽ không thể truy cập theo cái kiểu là $category mà truy cập đến cái gì của nó nhỉ? Name được, như này được, đúng không? Mà chúng ta sẽ phải duyệt nó ra, đúng không? Duyệt ra thì cả chúng ta học rồi, foric nó làm cái việc đấy rồi. Vậy chúng ta chỉ cần xác định được cái thành phần nạp ở đây thôi, chính là cái TR. Vậy thì bạn sẽ thiết kế vòng foric vào đây để chúng ta duyệt dữ liệu ra đây. Và xóa nó này đi. Nhớ mở thì chúng ta sẽ có cái đóng foric. Đó, làm sao cho nó có cái mở và có cái đóng của vòng for là được, đúng không? Có thể tab cái này và nhìn dễ nhìn. Được chưa? Bây giờ chúng ta muốn duyệt cái object là category ra. Các bạn truyền vào đây cái biến là category. ASCII và value cũng được, đúng không? Cái đầu tiên mà chúng ta lấy chính là status, ASTT, số thứ tự. Các bạn có thể PHP
echo dollar key các bạn sẽ cộng với 1, bởi vì cái key của chúng ta nó chạy từ 0, đúng không? Rồi cái tiếp theo đấy chính là cái name. Cái name ở đây tương ứng với cái dona value và truy cập vào name, đúng không? Name. Tương tự chúng ta có status. Status lúc này nó sẽ hiển thị số 1 như thế này. Chúng ta sẽ không hiểu được cái status này là gì. Vậy chúng ta cũng lại sẽ sử dụng cái gì nhỉ? Email. Vâng. Các bạn có thể sử dụng email ở đây hoặc các bạn có thể sử dụng cái gì nhỉ? Ở đây nó chỉ có hai trường hợp thôi, chúng ta có thể dùng luôn cái này. Ừ. Nếu mà donor value mà bằng bằng 1 thì các bạn sẽ hiển thị ra cái gì nhỉ? Hỏi chấm. Hiện, đúng không? Còn hai chấm là ẩn. Đó. Đó. Bạn sẽ thêm một cái nháy nhé. Đây. Đó. Ok, chúng ta sẽ thực hiện nhé. Đó, thì nó sẽ bắt cái này. Câu này nghĩa là gì? Nếu mà dollar value mà bằng bằng 1, à dollar value mà truy cập vào status mà bằng bằng với 1 thì chúng ta sẽ echo ra, đây, echo này hiện. Còn không thì chúng ta echo ra ẩn. Cái dấu hai chấm này là cái trường hợp ngược lại của cái điều kiện này đây, đúng không ạ? Ok. Bây giờ chúng ta thêm mới từ một bản ghi khác. Áo áo sơn. Thêm mới. Đó, vậy thì chúng ta sẽ có một bản ghi áo sơn ở đây. À, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái phần là sửa và xóa, đúng không? Để cho các bạn nhớ luôn cái nhiệm vụ thêm sửa xóa. Các bạn nhớ sửa và xóa thì chúng ta sẽ phải có kèm theo cái gì các bạn? Nhớ sửa xóa phải có cái gì? Được, biết rồi, có thẻ A rồi, nhưng mà đấy mục đích của chúng ta đưa ra thẻ A để làm gì nhỉ? Chúng ta lấy cái gì? Đúng rồi, lấy cái ID. À, lấy cái ID để chúng ta thực hiện biết là xóa đúng theo bản ghi nào và sửa đúng theo bản ghi nào. Nếu chúng ta không có cái ID thì chúng ta sẽ cập nhật hết hoặc là chúng ta sẽ xóa hết, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện. À, các bạn sẽ sử dụng cái thẻ gì nhỉ? À đúng không? Ở à, ở đây chúng ta sẽ ghi là xóa à, sửa và xóa, đúng không? Sửa đây và xóa. Các bạn sẽ có thể đặt class cho nó. BTN BTN đang cho thằng xóa và info cho sửa, đúng không? Đó. Chúng ta chọn được hai cái nút như này. Bây giờ chúng ta sẽ gắn link làm cái trường hợp sửa trước đi, đúng không? Xóa dễ. Sửa thì chúng ta cũng sẽ tạo luôn ra một cái trang sửa. Và các bạn nhìn thấy trang sửa hôm trước của chúng ta nó giống y hệt như trang gì nhỉ? Thêm, đúng không? Các bạn chỉ cần duplicate cái trang thêm lên. Duplicate. Đó, các bạn nhìn thấy không? Khi mà chúng ta vững rồi, chúng ta chỉ có copy paste thôi. Cái thằng này các bạn sẽ sửa nó thành gì ạ? Exit.php Exit.php. Các bạn vẫn để lại cho thầy cái dollar sheet support này nhá. Để làm gì tí chúng ta chỉ cần thay đổi mỗi cái gì thôi nhỉ? Câu truy vấn ở đây là chúng ta thực hiện được update, đúng không ạ? Ok, tạm thời như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái trang danh sách, là cái trang danh mục này, đúng không? Các bạn sẽ khi mà kích vào nút sửa, các bạn sẽ gửi nó đến trang là exit.category.php. Đó, đây là ví dụ như này. Kích vào nút sửa này. Đó, sẽ nhảy ra category. Tuy nhiên, bây giờ sửa và xóa chúng ta phải biết được đang sửa xóa theo cái danh mục nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải gửi một cái ID sang để chúng ta làm cái nhận biết giữa chúng. Mà cái nhận biết chúng giữa chúng chính là cái khóa chính của nó, chính là cái trường ID này. Là khóa chính mà. Đây, primary key. Đúng không ạ? Đó, chính. À, thì chúng ta sẽ hỏi chấm gửi kèm theo tham số. Gửi đến trang exit, đồng thời gửi kèm theo tham số là ID. Và các bạn sẽ gửi bằng cách echo. Đúng rồi, dollar value. Bởi ở đây chúng ta vẫn có cái value này nhá, vì nó vẫn nằm trong vòng for mà, đúng không? Chúng ta có dollar value và chúng ta sẽ cập vào cái ID. Tương tự như thằng kia chúng ta sẽ thôi cứ làm cho thằng sửa đã. Thì lúc này khi mà các bạn tích vào nút sửa này ấy, thì nó sẽ lấy từng theo từng cái ID một, đúng không? Ví dụ sản phẩm cái danh mục thứ nhất là 1, danh mục thứ hai là 2, hiểu chưa? Đó, đấy là cái bước đầu tiên để chuẩn bị. Bước 2 sang cái trang exit.category.php
Đầu tiên các bạn sẽ phải lấy được cái ID đó về để làm gì? Để chúng ta hiển thị ra đây cho người dùng biết là chúng ta đang sửa cái danh mục là áo sơ mi chẳng hạn như thế, đúng không? Ở đây chúng ta là sửa danh mục. Đó, chưa? Thì người dùng biết là đây đang tôi đang muốn sửa danh mục này. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta nhìn này, trên URL chúng ta có cái ID, vậy thì chúng ta sẽ lấy được cái trên URL này về. Lấy được cái ID này dựa vào cái ID bằng 1 này, chúng ta sẽ truy vấn để lần ra cái dấu vết của cái bản ghi có cái ID bằng 1 chính là cái áo sơ mi này để chúng ta hiển thị nó ra đây. Đó là cái bước này, được chưa? Vậy thì để lấy trên URL các bạn cũng sẽ if đúng rồi, iset trên URL các bạn muốn lấy về tham số về thì bạn sử dụng cái $sheet chứ. Guess của cái gì? Cái gì các bạn gửi thì ở bên này chúng ta lấy về. Đó, ở đây bạn gửi ID thì chúng ta sẽ lấy về nè. ID. Dạ. Sau đó bạn sẽ gắn một biến $ID bằng $sheet chữ guess của cái thằng ID, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ thực hiện gì nhỉ? Đúng rồi, thực hiện truy vấn. Đó là có $SQL bằng chúng ta sẽ viết trước cái câu truy vấn đi. Select sao from gì nhỉ? Đúng rồi, category bảng category. Đúng rồi, phải có cái điều kiện để chúng ta mới lấy ra được, đúng không? Lấy được cái thằng này là số 1 rồi. Bây giờ phải lần ra các bản ghi có ID bằng số 1 thì chúng ta sẽ select kèm theo điều kiện đấy chính là cái ID của nó và nó phải bằng luôn cái đô-la gì nhỉ? ID, đúng không? Đó, cái bước làm đó. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ gì nhỉ? Vẫn sử dụng cái MySQL query thôi, đúng không? Nó sẽ gắn một cái biến $category chẳng hạn bằng MySQL chúng ta query. Trong đây nó truyền vào $con và cái $SQL của bạn, được chưa? Rồi, nhưng các bạn chú ý khi mà chúng ta sử dụng cái này thì nó sẽ trả về cho các bạn cái gì nhỉ? Object, đúng không? Thì object thì nếu mà trang danh sách thì chúng ta có thể có hai bản ghi trở lên thì chúng ta có thể dùng cái gì nhỉ? Foreign chúng ta duyệt. Tuy nhiên ở cái trang sửa này khi mà chúng ta query như này thì chắc chắn nó chỉ có bao nhiêu bản ghi thôi. Một bản ghi thì chúng ta không thể nào chúng ta dùng foreign chúng ta duyệt ra được. Dùng cũng duyệt được thôi, nhưng mà chúng ta không nên làm như thế. Mà trang BP nó cung cấp cho các bạn cái hàm để chúng ta duyệt từ cái object này ra bảng rồi. Đấy chính là chúng ta sẽ sử dụng cái hàm gì nhỉ? MySQL fetch assoc đúng không? Rồi chúng ta sẽ truyền vào đây chính cái đối tượng mà các bạn muốn fetch nó ra để chuyển nó về dạng bảng. Đó, cái bước đấy nhá, nó chỉ khác nhau ở chỗ đấy thôi, được chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta có mảng thoải mái và chúng ta sẽ in vào cái value của từng cái input một để cho người dùng nhìn thấy. Ở đây các bạn sẽ thêm thuộc tính value và các bạn sẽ pp để hiển thị nó ra. Hỏi chấm php hỏi chấm echo thiếu cái gì ra? Thiếu dấu đóng đúng không? Echo cái $kt và các bạn sẽ truy cập vào cái name đó. Thế đó, đúng không? Và chúng ta sẽ lấy được cái ra được cái name, hiển thị được cái name ở đây. Đó, asmi này. Rồi, tương tự chúng ta sẽ có cái trạng thái. Trạng thái thì các bạn sẽ bắt cái phần checkered này giống y hệt như cái gì nhỉ? Các bạn không nhỉ? Viết toán tử ba ngôi luôn nhá. Chúng ta có gì đây? PP này. Echo này, mở ngoặc tròn ra này. Đang mở ngoặc tròn nữa để chúng ta viết điều kiện này. Cái $KT kia kìa, mà truy cập vào cái gì nhỉ? Đúng rồi, status này. Đúng rồi, so sánh chúng ta sẽ bằng với 1. Thì ở đây chúng ta sẽ là gì ạ? Đúng rồi, checkered, còn không thì chúng ta sẽ để là rỗng. Được chưa? Tương tự như thế chúng ta sẽ kiểm tra cho cái thằng không kia. Mình viết là không này. Cái này thì khi mà trạng thái bằng không thì chúng ta mới checkered đúng không? Còn không thì thôi. Đó, như này thì chúng ta sẽ bắt được đúng cái trạng thái của nó. Rồi. Bây giờ làm cái nhiệm vụ sửa. Cập nhật thì giống thêm mới chúng ta cũng sẽ lấy giá trị từ form lên, lấy từng input từ form lên. Tuy nhiên chúng ta thay đổi cái giá trị ở cái câu này thôi. Đấy chính là gì nhỉ?
update, update gì nhỉ? Update không phải tên trường mà là KT GUI, sau đó là gì nhỉ? Set tên của trường bằng cái giá trị các bạn thay đổi, đúng không? Đây ví dụ chúng ta có đô la lên. Nếu mà người dùng nhập thì chúng ta có đô la lên này. Rồi phải tiếp này. Status đúng không? Bằng nháy này. Nháy này. Đô la status. Đúng rồi, chúng ta sẽ không quên được cái thằng que các bạn. Que. Nếu không nó sẽ cập nhật hết. Que cái ID bằng bằng cái gì nhỉ? Đúng rồi, bằng chính cái đô la ID chúng ta gửi từ bên danh trang danh sách sang này, đúng không? Đô la ID. Ok. Rồi, tương tự như thế chúng ta cũng sẽ kiểm tra và thực hiện truy vấn và chuyển trang. Đó, các bạn nhìn này, cái nhiệm vụ đó sẽ tương tự như nhau. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ chuyển thành áo sơ và các bạn sẽ cập nhật và nó sẽ chuyển vào đây, nó chuyển thành áo sơ và áo sơ. Đây, đúng không? Đó. Vậy chúng ta sẽ làm được cái phần sửa, phần xóa thôi. Xóa thì các bạn cũng sẽ truyền vào thẻ A, xóa đi thôi nhá. Ừ, xóa đi thôi, dễ rồi, các bạn chỉ cần thay đổi. Cũng xóa nó cũng lại giống như sửa các bạn, nó giống như sửa ở cái phần này. Được chưa? Cũng phần dollar get, sau đó các bạn thay đổi cái câu SQL này thành delete đúng không? Category đúng không? Que ID bằng ID là được. Rồi thực hiện giống như hết câu này là được thôi. Bây giờ để mà chuẩn bị được cho cái phần thêm sản phẩm này, quản lý sản phẩm này. Quản lý sản phẩm thì các bạn sẽ thầy sẽ gửi giao diện vào các bạn. Thứ nhất include trước nhá.